Nanocovax là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam do công ty Nanogen sản xuất, được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Giai đoạn 1 đã được thực hiện tiêm trên 60 đối tượng và được đánh giá tính an toàn. Thời điểm này, Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học, Học viện Quân y tiếp tục sàng lọc thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 trên nhóm đối tượng mở rộng từ 18 đến trên 60 tuổi. Tại giai đoạn 2, trên 560 người tình nguyện sẽ được tham gia khám sàng lọc, tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax, trong đó thử nghiệm trên 100 người trên 60 tuổi. Rất nhiều người sau khi có thông tin về việc triển khai mở rộng đối tượng đã đăng ký tham gia. Là một trong những người cao tuổi tham gia sàng lọc để được tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 lần này, bà Hằng mong muốn sẽ góp phần giúp cho vaccine Việt Nam tiếp tục thành công trên nhóm đối tượng mở rộng. Tôi cũng là đã 74 tuổi rồi, thì muốn để xem để cộng đồng đang sàng lọc ra xem như thế nào để còn tiêm để biết được giai đoạn đầu thử nghiệm. Chứ nếu không thì mình không biết đằng nào mà thử nghiệm cả. Đây là nhóm đối tượng sẽ có bệnh lý nền nên việc khám lâm sàng được thực hiện tỉ mỉ như siêu âm, điện tim, các xét nghiệm chuyên biệt và xét nghiệm máu. Sau đó các nhóm tình nguyện sẽ được chuyên gia y tế kết luận có đủ tiêu chuẩn tiêm hay không. Quy trình sàng lọc trước tiêm được thực hiện nghiêm ngặt. Giai đoạn 2 thì chúng tôi chấp nhận các cái trường hợp mà có dị ứng nhẹ và các cái bệnh nền, ví dụ như là tăng huyết áp độ 1, tiểu đường mà có thể kiểm soát được bằng chế độ ăn, và các cái bệnh mãn tính, ví dụ như là HDS, AZ dương tính nhưng mà vẫn có thể tiềm ẩn, vẫn có thể chấp nhận được. Nên rất là nhiều các cái đối tượng có thể tham gia, đặc biệt là nhóm người trên 60. Giai đoạn 2 này thì nó có khác giai đoạn 1 một chút, là bởi vì là sẽ chú trọng đến tiếp tục tính an toàn nhưng lại là tính hiệu quả sinh đáp ứng miễn dịch. Mà cái mục đích của cái vaccine này, đặc biệt đối với con virus SARS-CoV-2 này, dây đại dịch COVID-19, là để xem là cái hiệu quả bảo vệ ở những người cao tuổi, những người có bệnh nền. Ngoài sàng lọc đối tượng tiêm cho giai đoạn 2, Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học Học viện Quân y đánh giá lại kết quả ngày thứ 56 sau tiêm của giai đoạn 1 liều 50 microgram. Hầu hết các tình nguyện viên đều được đánh giá đáp ứng miễn dịch và tính an toàn. Tôi đã tiêm xong 2 mũi và đây là tôi vào tái khám sau 56 ngày tiêm 2 mũi. Sức khỏe của tôi thì vẫn tốt, khỏe, bình thường, không có gì. Trong quá trình tiêm thì tôi cũng không xảy ra phản ứng gì hết cả. Cho nên tận bây giờ thì tôi cảm thấy đây vẫn là một quyết định rất là đúng. Vì đây là mình tiêm thì một phần là để giúp cho nước Việt Nam mình nhanh chóng sản xuất được vaccine để chống được dịch. Giai đoạn 2 có nhiều tình nguyện viên cao tuổi tham gia. Mục tiêu đánh giá tính an toàn và đánh giá đáp ứng miễn dịch làm thế nào tối ưu mức liều cho người tình nguyện và tối ưu liệu trình tiêm cho các đối tượng tình nguyện giai đoạn 3.